Trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một share cũng như là một click đăng ký. Và đừng quên là kích vào cái chuông, nhận tất cả thông báo để có thể cập nhật những video mới nhất và sớm nhất từ channel mình. Còn bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft. Và nếu như bạn nào thích mình là tiếp tục những cái video như thế này nữa thì đừng quên là giúp mình đạt 2000 like cũng như là nhớ sang bên channel MK Minecraft cũng như là MK MCBL cho mình nhé. Ngoài ra nếu như bạn nào thích xem mình livestream thì nhớ theo dõi fanpage MK Gaming Việt Nam nhé. Còn bây giờ ta sẽ bắt đầu vào video thế nào. Let's go. Ok, hiện tại là mình vừa mới tạo thế giới bạn. Vô tình thì chúng ta thấy có Bill là chơi ở đây luôn, mấy con cướp dân làng các bạn. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với gọi là series Minecraft nhưng tất cả vật phẩm rơi ra và công thức đều ngẫu nhiên nhiên. Để thử coi hôm nay chúng ta what the hell. Ủa, ui đất nung tím là thấy à, đất nung tím là thấy là không ổn rồi các bạn ơi. Và mình vẫn là tạo thế giới hạt co nha các bạn, để chúng ta có thể gọi là hoàn thành nhiệm vụ là chúng ta phải đánh được rồng nha các bạn. What the hell các bạn. Rồi mình đập cái bảng luôn coi thử được cái gì. Oh my god, song sắt nó cứng quá à, đập hết nổi rồi các bạn. Trời ơi sao mấy cái này toàn là ui. Ủa sao nãy đập không ra đồ mà bây giờ đập ra đồ rồi ta. Đập lá cây, đập lá cây ra đất, đập lá cây ra đất. Cái mía nè. Và chúng ta sẽ có thể chế tạo biết bánh bí ngô, ủa, ra đâm. Wow. Này ra đâm đồ ăn các bạn ơi. Được, ra đâm đồ ăn cũng được. Kệ, miễn sao mà chúng ta có đồ ăn là ngon rồi các bạn. Thì cái này á, kết hợp cả hai luôn nha các bạn. Tức là cả công thức và cả cái rớt ra đồ á, là ra đâm hết nha các bạn. Cho nên nó sẽ khó hơn rất là nhiều. Tại vì chưa chắc gì các bạn có thể chết. Beacon. Wow. Hoa đỏ là được beacon nè. Cái gì đây? Như bao nhiêu đô á? Hoa trắng này là một cái rương nào đó các bạn ơi. Rồi một cái rương nào đó thì mình quên công thức bị thay đổi các bạn. Mình định là làm cái kéo cắt lông cừu. Nhưng không sao, chúng ta không cần kéo cắt lông cừu. Rồi quên quýnh con cừu làm gì rớt ra ấy. Ôi, mía không rớt gì vậy? What the hell? Quýnh con heo thử coi rớt cái gì không? What the hell nè, what the hell quýnh rớt là sợi chỉ các bạn ạ. Sợi chỉ thì lại ra đất. Lá gỗ sồi thì ra cái bê tông nâu. Bê tông nâu thì ra, len đen. Nhưng mà cũng lẫn, đúng rồi. Lại cái giường. Quên, lúc nãy có cái giường các bạn. Tại sao không? Quên chứ. Tự nhiên có cái giường mà chúng ta không sử dụng. Rồi luôn, cái này ra tội gì đâu mà thịt thúi không ạ, lúc nãy đập nó không ra cái gì hết. Giờ tự nhiên ra thịt thúi các bạn. Rồi, chúng ta sẽ test thử cái hoa này coi xem như thế nào. Hoa xanh. Rồi luôn, hoa xanh không rớt gì hết. Thịt gà lúc nãy đánh rồi đúng không? Cừu đánh rồi, bây giờ mình sẽ thử sỏi coi. Sỏi thử coi chúng ta được cái gì. Sỏi và cát. Một cái đường ray. Đường ray cảm biến, đập đường ray. Được cái đầu bí ngô. Để cái len xuống đập. Được thêm đầu bí ngô nữa. Wow, để len xanh xuống. Để xem là đập xuống được len màu khác luôn. Tuyệt vời, không đập nữa luôn. Ở gì đây? Phiến hả? Phiến cát đỏ. Chúng ta được một cây mía. Ok, tuyệt vời. Thật là xuất sắc. Và bây giờ chúng ta sẽ thử cái này. Một block. Được đá các bạn, đá nung, đá mịn á. Uầy, có vẻ là cái này nó không ủng hộ mình đó các bạn, hơi khó nha. Các bạn thấy đồ bắt đầu rớt khó rồi đó, không có ủng hộ chúng ta rồi. Wow, than. Wow, đá rớt gì đây? Đá là sẽ rớt ra cục bê tông này hả? Rồi luôn, mấy cục bê tông này nhiều khi là nó không có random nữa đâu các bạn. Mấy cái cục bê tông đất nung này nè. Rồi luôn, cái này đào than ra gì quá rồi. Hồi nãy nó rớt mà, sao giờ hết rớt rồi. Wow. Lắc à. Rớt đổ bạn ơi. Cục bê tông có rớt đổ bạn ơi. Nè. Ủa không rớt à. Sao nãy thấy nó rớt ta. Kỳ ta. Hình như cái cục này có đồ này. Đó. Wow, cần câu. Wow, có bản đồ kho báu nữa. Như vậy là đập cái cục này là sẽ ra bản đồ kho báu các bạn ạ. Và trong bản đồ kho báu thì cái này là nằm ở trong cái ấy rồi, chắc chắn luôn.
Cái này nó nằm ở trong cái phần cái gì bạn biết không? Cái phần rương á bạn, cái phần rương mà trong thuyền á, cho nên nó không có đồ xịn đâu. Phải là cái nếu mà ra cái block nào á mà nó mở được cái rương á, cái rương mà kho báu lúc chúng ta đi tìm á thì nó mới ngon. Còn cái này được cái gì không? Được một tấm thảm bạn ơi. À đúng rồi. Ngoài cái công thức này ra chúng ta còn có những cái công thức chế tạo nữa nha các bạn. Các bạn cứ chế tạo đại đại là nó ra đồ, rồi xong từ đó chúng ta lại đập đồ nữa. Wow. Ghê không, ghê không? Rồi cái này không biết để làm gì luôn, đập luôn. Đập ra. Chán men. Không biết gì luôn, đập luôn. Còn than gỗ, đập cái này luôn. Wow. Tông, đập luôn. Trời. Cái này đồ này cũng thức dài vậy. Uầy. Đập tới nỗi mà ra toàn là tới cái gì luôn rồi đó bạn. Wow, bây giờ á là nhiệm vụ của chúng ta là phải cái hoa này có sắc. Nhiệm vụ của chúng ta á bạn là phải đi tìm gọi là một ngôi làng trước. Tại vì trong ngôi làng nó sẽ cho chúng ta được một vài cái đồ cơ bản để chúng ta cần thiết á, để chúng ta sẽ sử dụng ha. Wow, đây nhiều hoa sướng nè bạn. Nói chung là chơi cái thử thách này mà các bạn xuất hiện ở gọi là vùng hoa là tuyệt vời luôn. Tại vì vùng hoa này nó sẽ rất là nhiều cái đồ gọi là lặt vặt cho các bạn. Đó, thì các bạn tha hồ mà nhặt thôi. Để coi mấy cái hoa này là gì. Có gỗ nè, full đồ rồi. Chậm hỏng mất cái này ơi. Bớt mà mấy cái một vài cái rìu các bạn. Mấy cái bản đồ kho báu này là không dùng được rồi các bạn. Tại vì sao? Tại vì chúng ta đâu có biết nó kho báu nằm ở vùng nào đâu mà dùng. Đúng không? Rồi, gỗ đúng không? Hãy nồi chế tạo gỗ ra đất nung. Không biết cái hàng rào ra được gì đây các bạn. Mình không biết cái hàng rào ra cái gì luôn á. Wow, hàng rào cục đất nung màu tím đập hồi ra. Wow, ra hoa. Hoa đập ra không ra cái gì luôn. Như vậy là cục gỗ. Cục gỗ cục bắp rồi các bạn. Nhưng mà mình vẫn có thể lấy cục gỗ để chế tạo những cái công thức khác nha các bạn. Đó, ví dụ như công thức này nè. Rồi, que nè. Ra cái slab hả? Công thức thằng này không đổi bạn. Tuyệt vời, không đổi là được. Khó nhờ, khó. Ok, ê, có hoa. Rồi mình thử đổi thôi. Ra cục băng nén làm cái gì trời. Còn công thức gì nữa không ta? Cục này không biết có đổi công thức không. Ra cục mút, vái nồi, cục mút ướt cũng được. Nói chung là bây giờ mình sẽ đi kiếm từ mình đập gỗ này. Nãy giờ như mình chưa chặt gỗ luôn các bạn. Mình chưa chặt thử cái gỗ luôn á. Wow, ra cục netherrack. Wow. Ra cục đất. Cục đất. Wow, cục đất lại ra lại cục gỗ. Cục gỗ lại ra cục bê tông. Bê tông đập mất tiêu luôn. Rồi vậy là cục đất này ra cục gỗ đúng không? Các bạn phải lấy cục đất thường nha. Các bạn lấy cục đất mà nó biến thành ấy rồi á là không được nha. Bây giờ mình sẽ bỏ vô đây lại. Ra 16 tấm kính phải nồi thiệt. Phải nồi. Ok, mình sẽ lên đường đi tìm một ngôi làng đây. Hẹn gặp lại các bạn khi mình tìm thấy ngôi làng nha. Oh my god, trên đường đi mình đã tìm thấy cái chỗ có kim cương các bạn. Nhưng mà kim cương này mình sợ là chúng ta vẫn không thể nào mà chế tạo được đâu bạn. Đó, mình có thể đập cái này nè, đập cái hoa trắng này nè bạn. Đó, và lấy que để vô chế công thức ra tấm kính. Ở này này chưa đập nè. Uầy, trời đã tối rồi các bạn và mình có giường đây nhưng mà không sao đâu, mình sẽ đi đến khi nào mình gặp cái làng thì chúng ta sẽ quay trở lại nha. Không gọi là ngắt nghỉ nữa các bạn, ngắt nghỉ hơi nhiều rồi đó. Và ở kia có một cái bí ngô với lại cái hoa tím, mình sẽ lên đó test thử luôn cho các bạn xem luôn. Để xem thử cái bí ngô với cái hoa tím này nó sẽ rớt ra cái gì. Rồi chúng ta sẽ tạm ngừng ha. Bí ngô. Wow, bí ngô ra một con cá các bạn ơi. Còn cái hoa này thì ra cái gì? Ra gỗ. Tuyệt vời nhờ. Ra gỗ. Đập gỗ này ra thì ra cái gì? Ra cái này. Còn để vô đây thì nó ra cái gì? Wow. Hai cái đều là cầu thang hết các bạn ơi. Ra cục obsidian nhờ. Wow, để mình test thử coi cầu thang này được cái gì. Cục obsidian là đập cũng được rồi đó. Wow, cầu thang này đập không có gì các bạn ơi. Rồi, đi ngủ thôi. Yeah, cuối cùng thì mình cũng đã tìm thấy được một cái ngôi làng rồi các bạn. Một ngôi làng bên bờ biển.
Ok, và nãy giờ thì chúng ta cũng kiếm được một vài công thức lặt vặt. Và bạn thấy mình có khối Emerald này. Thì cái khối Emerald đó là chúng ta sẽ kiếm được từ đâu? Thì cứ bình tĩnh để mình vô mình kiếm nhà mình ngủ ké cái đã. Uầy, này nó chơi nó ngủ rồi. Khỏi cần, mình có giường mà. Cần gì, mình chỉ cần kiếm cái nhà mình đặt cái giường vô thôi. Ở đây tụi nó ngủ hết rồi ta. Nhà này không có người hết rồi. Thôi, đành phải ngủ tạm ở đây vậy. Ở đây nhỏ quá. Thôi, ở đây nhỏ lắm, không chơi đâu. Thôi mình ra cái nhà ngoài này đi. Cái nhà ngoài này hình như là không có ai ngủ các bạn. Đó, mình ra nhà này mình ngủ. Đó, đúng rồi, chính xác. Và chúng ta sẽ để cái giường của chúng ta ở vị trí này đi, ngủ. Thì á, cái khối Emerald này của mình đó các bạn, mình đã sử dụng cái bột bê tông xám này nè. Đó, từ để mình sẽ sử dụng cái da đâu. Đây, cái bột bê tông xám này. Đó. Thì cái bột bê tông xám này mình lấy từ đâu? Cái bột bê tông xám này á mình lấy từ cái đó, thấy không? Mình lấy từ cái khối gì ta? Cái đất sét các bạn, cái không phải đất sét, cái đó gọi là gì ta? Cái này này, cái khối này là cái gì ta? Quên, tự nhiên mình quên mất luôn, đất sét cái gì đúng không? Đây nè. Đó. Đây, thì chúng ta chỉ việc lấy rớt ra đập thì nó sẽ rớt ra cái bột bê tông xám nhạt. Đó, rồi chúng ta đặt ra thôi. Thì cái này dùng để làm gì? Dùng để kích hoạt beacon hả bạn? Mấy cái đồ Emerald này dùng kích hoạt beacon thôi. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ thử test coi có công thức nào mà chúng ta có thể sử dụng được không? Mía đường. Rồi này ra đá này thì biết rồi nè. Cái này ra nút, ra cái xe hả? Xe mình đâu cần đâu đúng không? Xe là mình không cần rồi đó. Và để coi ở trong này chúng ta có thể kiếm được cái công thức gì nó hay ho và thú vị không? Tại vì drop là random mà các bạn. Ở đây là random drop mà. Ra mũ sắt. Hiện tại là mình vừa mới đập một cái bụi cỏ lớn á. Bụi cỏ lớn ở bên này nè. Đó, bên này nè, nó có bụi dương sĩ các bạn. Đập thì nó rớt ra những cái đồ này thì không sao. Có còn hơn không? Rồi luôn cái này. Rồi miếng mút này thì đập ra cái gì? Wow, ra cát này hả? Wow, ra mình cảm giác là chúng ta vẫn chưa tìm thấy được cái công thức mà rớt đồ các bạn ơi. Oh. Wow, cát mịn. Wow. Đi một hồi nó toàn ra mấy cái ấy không các bạn? Ra mấy cái gì đó. Đó, nó làm một vòng luẩn quẩn luôn nè. Vãi nồi. Rồi giờ mình đạp xong hồi nó ra thành vòng luẩn quẩn luôn bạn. Rồi ra lại mầm bạch dương nè. Rồi thôi thay giùm cái đi. Đấy thì đúng rồi, mình test thử cái đất này coi. Cái đất này rớt cái gì đây? Rớt lúa mì. À đúng rồi, trong này có bàn chế tạo không ta? Đúng rồi, mình phải kiếm cái bàn chế tạo chứ. À đúng rồi, test thử công thức của cái khối này coi. Rồi luôn, ra cái hoa đỏ luôn. Bụi cây khô này để đâu được ta? Bụi cây khô này như là phải để trên cát nó mới hoạt động này các bạn. À, cái bụi dương sĩ lớn này á thì nó rớt ra mấy cái đồ lặt vặt. Che, đúng rồi, đặt che xuống sắp đặt. Đấy gì vậy? Như có hạt vàng đúng không? À, này chắc là cũng là đồ ở trong ấy các bạn, kiểu như là đồ ở trong mấy cái thùng kho báu chắc luôn, 100% luôn. Mía này thì nó không có cái đồ gì các bạn. Chà, có vẻ là lần này chúng ta nhân phẩm chúng ta không may mắn các bạn à. Nó được đồ khá là ít luôn á. Đồ nó không xịn bằng mấy đồ kia. Mà thôi kệ đi, có gì đâu. Chúng ta chơi từ từ mà đúng không? Phải từ từ chứ có cái gì đâu. Rồi mình đã kiếm được cái làng rồi thì chúng ta ở đây luôn. Tại vì sao mình ở đây? Tại vì mình thích thì mình ở thôi. Tại vì ở làng thì nó sẽ có nhiều thứ hay ho cho mình. Như cái làng này nó không có được cái là người ta cái bàn chế tạo của bạn à. Hàng rào gỗ ra sugar box. Và cái xương này sẽ có công thức là đĩa cảm biến hả? Đĩa cảm biến ra cái gì? Ra lại hàng rào gỗ. Ra cầu thang gỗ. Cầu thang gỗ ra cái gì? Ra lại tường đá hả? Wow. Rồi ra hoa. Hoa này được cái gì? Được len thôi. Nó lại một vòng luẩn quẩn các bạn ơi. Đấy thì mấy cái này ra hoa văn cờ hiệu. Đất nung này ra cái gì ta? Quên rồi. Này rào, nói chung là mấy cái đồ này nó toàn là mấy đồ
nó có nhiều đó, nó ra hoài các bạn ạ. Mình sẽ kiếm một cái chỗ nào có cái bàn chế tạo coi, tại vì cái làng này hình như mấy thường với cái làng này nó, cái làng mà ở đây này nó sẽ không có bàn chế tạo bạn, chắc là mình phải đi tìm cái làng ấy quá, mình phải đi tìm cái làng mà gọi là gì ta, cái làng sa mạc á, để nó có đồ các bạn ơi. Chứ còn tầm này ở đây thì biết đến bao giờ ha. Thôi chắc là mình lên đường đi tìm làng sa mạc này. Hẹn gặp lại các bạn khi mình tìm thấy ngôi làng sa mạc nhé. Ok các bạn ơi, mình đã tới rồi đây. Và từ để ta, nãy giờ mình đi á, mình không có đập lóc luôn các bạn, để mình test cho các bạn xem những cái đồ này nó sẽ rớt cái gì. Ui gì trời, rớt thì toàn đồ cùi không à. Có đồ gì xịn à. À từ từ, sợi chỉ có công thức đúng không? Wow, mac cream. Ồ, ý, có táo vàng. Quay, trời tối. Ok, và chúng ta sẽ vô coi thử cái làng này chúng ta có thử được cái bàn chế tạo nào không nha. Uầy, có biết cái, trong đây có cái bàn chế tạo nào không ta? Ui, sao vậy? What the hell? Tuyệt vời. Ok, bây giờ mình ngủ một cái đi, xong rồi chúng ta sẽ gọi là tỉnh dậy và có bàn chế tạo để chúng ta làm những cái công thức mà nó yêu cầu gọi là 9 ô các bạn. Rồi, tuyệt vời, ngon rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có thể làm được công thức gì? Đầu tiên thì mình sẽ chế tạo công thức. Kỳ vậy. What the what? Gì mà công thức cùi à? À đây có, à đúng rồi, từ mình đổi hết đi. Ôi, mình đổi nhầm rồi các bạn ơi. Hoa văn cờ hiệu, hạt dưa hấu, hạt củ dền. Rồi, vứt luôn cái này đi, tại vì mình cũng không có cần ấy, cái này vứt luôn. Rồi, để mình test lại công thức này. Đầu tiên chúng ta sẽ làm cái đuốc trước. Đây kính đúng không? Ok, rồi mình sẽ làm cái kiếm sắt trước, đây cục thịt bò. Ok, cái kiếm sắt đây cục thịt bò đúng không? Wow, có được cái giày kim cương các bạn. Ok, ngon rồi đó. Có được cái giày kim cương là thấy ngon rồi đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ gọi là còn cái gì nữa ta? Bây giờ mình sẽ test thử coi công thức trong này mình có thể làm được gì. À cái này. Này cục băng. À cái này. Uầy, cùi thế. Xẻng. Uầy. Ok, bây giờ chúng ta ra ngoài đây chúng ta chặt thử cái cây này các bạn. Ui. Wow. Ê, quýnh cái cây này như là giống như quýnh con zombie Bitman đó các bạn. Nó rất vàng với lại nanh vàng nè, hạt vàng nè, với lại cái thịt thúi nữa các bạn. Y chang các bạn đánh con zombie Bitman luôn. Rồi ở đây có gì mình có thể test thử công thức được ta? What the hell, sao đây nước non chảy tè le que vậy? Ok, bây giờ mình sẽ đập cái cục này. Ra cái này hả? Phải nồi ra dưa hấu từ từ, để bây giờ mình coi chế tạo cái công thức này coi thử như thế nào. Hoài không có dồi gì hả? Còn mấy này thì sao? Cái này thì là cát mịn hả? Cái này là gì? Sao toàn là yên không các bạn? Có vẻ là hôm nay là chúng ta, cái nhân phẩm của chúng ta nó không được tốt các bạn à. Ok. Ây chà, nói chung là yếm. Ủa tưởng có gì chứ, để mình thử giết con gọi là con thỏ thử coi sao. Không, giết con thỏ thì không được. Giết con thỏ nhỏ này đâu rớt gì đâu các bạn. Ra cái thảm hả? Ây chà, hơi căng. Còn cái gì mình thế? À, cắt cứng. Cắt cứng nó ra cái phiến hả? Ui, cái gì mà ra đủ cứng ngắc luôn nè. What the hell? Cái này là... Ủa? Sao nó cứng ngắc vậy? Rồi các bạn coi là cái này phiến gỗ mà cứng vãi nồi. Ui, vô lý. Cứng thế nhờ. Bây giờ mình có thể đi xuống dưới mình đào để mình kiếm. Ủa, cái gì đây? Sao này có rớt cái phiến này đâu vậy? Cái đất nào rớt cái phiến đó vậy? Wow, đất này bị lỗi luôn rồi các bạn. Wow. Nếu không á, thử cái đuốc. Wow, đuốc mà ra cái này được cái gì? Được cái gì á ta? À đúng rồi, cái lá của cái này đấy gì ta? Gì đây? Hộp nhạc hả? Uầy, hộp nhạc ra cái cột thạch anh hả? Cột thạch anh ra lăn trụ biển đập không ra. Ui, dưa hấu. Uầy, dưa hấu ra gì đây?
cửa sập. Uầy, cửa sập cũng không ra gì luôn các bạn ơi. Gì đây? Ủa cái gì đây mà nó có ấy tại à đúng rồi, thử cái cái này đấy gì nè. Có thuyền. Từ để mình lượm khối bê tông trắng rồi. Khối bê tông trắng này được cái gì ta? Từ để lên test thử khối khô đã. Ủa được cái đe. Còn nếu được cái khối chỉ có cái này là được cái đe thôi các bạn. Bây giờ mình có hai cái đe mà mình đập cái đe này tiếp để coi nó ra cái gì. Ồ nó không ra gì hết. Như vậy là cái này có khối ấy nè. Ok. Khối này rồi mình thử ví dụ mình đập mấy cục này để coi nó ra cái gì các bạn. Nói chung là chúng ta phải test hết chứ đúng không? Như cái này không ra gì hết nè. Ra một cục san hô. San hô này là thấy không có gì rồi đó. Tại vì mình nhớ là mình đập cái cục san hô này rồi luôn á. Đó, không có gì hết nè. Rồi chúng ta thử cái thử cái cửa sập này coi, thử cái cửa sập này nó ra cái gì. Nhanh hết oxy. Uầy, không có gì vậy. Ủa, what the hell, cửa sập ra mấy phân phát. Rồi mình thử đập mấy phân phát luôn. Cái này dưới nước các bạn à, cho nên mình không có thở dưới nước ấy, cho nên nó hơi khó. Rồi bê tông tím luôn. Rồi thôi về luôn. Thấy không có chuyển giọng rồi các bạn. Ây chà, từ khi nào mình có đồ xịn đó mình xuống đó mình khám phá ha. Ở đây sao nó không rớt xuống cái bóc gì ta. Wow, gỗ rừng này. Gỗ công thức ra khối than. Đập đi. Mất tiêu luôn rồi. What the hell. Còn cái gì mình có thể test và khám phá được ở trong cái này không ta? Để mình xem thử coi. Ấy chà chà. Đó, này là ra cái ở trong kia là cái này là đã có kim cương rồi các bạn, nhưng mà cái này là không có. Thôi kệ chứ giờ biết sao giờ đúng không? Xui thì phải chịu thôi. Ở đây còn nghèo hơn ở đồng bằng nữa các bạn. Nói chung là mình chỉ vô đây để lấy cái bàn chế tạo thôi, tại vì bàn chế tạo chúng ta có thể chế tạo được những cái công thức nó khác đi. Chứ nếu như không có bàn chế tạo chúng ta đâu có chế tạo được những cái công thức khác đâu các bạn. Như vậy thì nó cái hoa này mất luôn. Wow, như vậy là ta chưa kiếm được cái khối mà rớt đồ ha. Cái khối rớt đồ như bình thường mình chơi á, rớt là những cái đồ kim cương, enchant, các thứ các kiểu các bạn. Những cái đồ đó thì nó sẽ giúp chúng ta kiếm cũng tương đối. Nhưng mà bạn để mà bạn chế tạo được cái gọi là cái gì ta, chế tạo được cái máy lấy kinh nghiệm ở cái đá mài hơi bị khó các bạn. Tại vì sao? Tại vì ở đây công thức đã được thay đổi rồi, không biết đá mài nó là công thức gì luôn các bạn à. Cho nên cũng hơi chua. Đấy, đập này đi. Lúc nó ra thì thúi, lúc nó không ra các bạn. Rồi ở đây chúng ta có được mấy cái đồ gỗ gũng cái thứ thì chắc là mình cái cửa này, thử cái cửa này coi. Thử cửa này rớt gì. Wow, cửa sồi sẵn màu hả. Đổ ra cái gì. Cá. Còn đập thì nó ra cái gì. Mày che. Vô lý. Ra che thấy vô lý rồi. Còn hàng rào. Cái này mình test cho ta. Wow. Ra hàng rào đây. À đúng rồi, đập thử. Ra thùng ngũ phân. Đập thử. Ra gậy en. Đập thử. Wow, ra cái móc dây. Đập tiếp. Rồi luôn, mất tiêu luôn. Đừng có đập cái bàn chế tạo nha các bạn. Đập cái bàn chế tạo lên đường luôn á. Cái gì đây, được gì đây. Cái đất nung tráng men. Đập tiếp. Wow, ra cái chồi. Đập cái chồi ra cái len. Cái len này đập nữa được. Ra cái gì. Lên ra cầu thang ra gì nữa. Cửa sập. Đập tiếp. Rồi mất tiêu luôn. Vậy là bây giờ mình thử test coi. Thử test hai len cam coi các bạn. Thử test hai len cam nha. Để đập hai này đi là sẽ ra hai len cam thôi. Đơn giản mà. Cái này thử test hai len cam. Công thức chế tạo của nó sẽ ra cái gì các bạn. Đấy. Rồi mình vứt cái này đi. Rồi ok chưa. Rồi hai len cam ta để vô đây. Ra cái giường xanh. Ok, ra cái giường xanh. Tuyệt vời. Xuất sắc. Không có cái gì ngon. À đúng rồi, thử công thức chế tạo đồ gỗ coi. Wow. Xẻng gỗ ra vàng này. Cũng ngon nhưng mà nó sao ta? Gọi là nó không ngon lắm các bạn à, tại vì nó cũng hơi gọi là dởm ấy. Để mình coi thử coi ở đây có cái đồ gì chúng ta có thể kiếm công thức để chế tạo được nữa không ta? Quanh đây có khu nào kiếm được công thức chế tạo không? Tại vì bây giờ mình cần có một cái bộ dụng cụ, nhưng mà nói chung có cúp sắt thì cũng ok rồi đó. Nhưng mà bây giờ mình cần thêm xíu dụng cụ nữa, hay là mình đi xuống dưới ta? Mình đi xuống dưới đi đào, nhưng mà mình sợ là đi đào nó lại không rớt cái gì các bạn. Để mình test thử cái này rồi. À
Vẫn là khối đá đúng không? Con mực chết rớt cái gì? Để thử coi bé mực chết thì sẽ rớt cái gì? Đá cụi hả? À đúng rồi, mình test thử công thức chế tạo đồ đá thì sao? Đúng không? Thử giết ba bí mật đi. Ba bí mật. Rồi, công thức chế tạo đồ đá thì để coi nó ra cái gì nha các bạn. Ấy chà. Và mình thấy cái công thức chế tạo này nó hơi giống với lại cái kia nha. Để mình kiếm cách nào để làm random cái công thức chế tạo chứ tự nhiên nó công thức chế tạo nó giống như là cái bữa mình chơi cái thử thách công thức bị đảo lộn ấy, nó giống như vậy thì không hay. Mình sẽ phải tìm cách nào đó để cho nó đảo ngược đi các bạn, nó đảo ngược đi thành cái công thức khác ấy thì chúng ta mới có thứ để xem chứ đúng không? Mấy kia mình đã test thử hết rồi. Wow, cửa sập. Yes! Ooh! Wow! Kiếm kim cương các bạn ơi. Như vậy là chúng ta chế tạo ra công thức lại là công thức cúp đá ra kiếm kim cương. Wow! Tuyệt vời các bạn ơi, quá là tuyệt vời luôn. Trời ơi nó đã gì đâu đó. Nó đã. Được à, đúng rồi, công thức chế tạo block ấy. Wow, ra cục đất nung tráng men. Rồi để mình test thử rồi. Ôi. Ôi, sao hôm nay nó vô nằm chỗ mình luôn rồi các bạn. Vô lý. Ok, thôi, ngủ cái đã. Cho trời nó sáng cái đi các bạn ơi. Quá tuyệt vời. Yes, như vậy chúng ta kiếm được một cái công thức chế tạo cũng khá là hay ho. Nhưng mà ví dụ như nếu như mình chế tạo công thức này, công thức Wow. Gỗ hả? Gỗ này được cái gì ta? Để mình test thử đi. Xẻng. Wow, không đủ vàng. À được. Xẻng kim cương các bạn ơi. Oh yeah. Rồi sao nó rớt ràng đóng phiến luôn. Để làm cái này luôn. Chứ không biết làm cái gì luôn các bạn ơi. Mình đào cái này nè, mình chặt cái cây này thì mình sẽ có rớt vàng rất là nhiều các bạn. Đấy, các bạn có thể test công thức vàng các thứ. À đúng rồi, mình thử test công thức nén vàng lại thì sao? Đúng không? Công thức nén vàng lại với lại mình ra cái nút nhạc này, cùi bắp này. Thử cái này coi. Ra cái thảm xanh. Thảm xanh này được cái gì ta? Mất tiêu luôn. Uầy, cái lá cây này ra. À, lá cây này tự rụng là ra khối nước nhạt à. Ủa. Ờ đúng rồi. Nãy mình đập ra khối nước nhạt. Đúng rồi. Chuẩn rồi bạn. Đập cái khối nước nhạt này ra cái thạch anh lại hả? Ok. 6. Mình sẽ cần thêm quầy. À đúng rồi, lúc nãy mình nhớ mình có cái công thức gì chế tạo ra cái mầm của gỗ này ta, gỗ sim gai ta. Đấy là công thức gì ta, quên mất tiêu rồi. 12 cục để mình test thử coi. Ây chà, 12 cục. Ôi, không, chơi vậy bật công thức lên nó dễ quá. 12 cục đúng không, mình thử làm mấy cái đồ này coi. Đây, mình định là test cho nó đủ 6 cục ấy, để mình làm công thức khác. Thạch anh tiếp. Thử cái này đi, thử cái đĩa cảm biến gỗ rừng coi. Xoay, làm tốn quá trời sắt của tôi luôn. Rồi block vàng ra đất nung là thấy chán đời rồi đó. Cái này ra gì màu trắng hả? Màu trắng là thấy càng chán đời hơn nữa. Có cách nào à đúng rồi, đá đỏ mình sẽ đặt xuống sau đó mình đập. Không ra gì hết, cái block này đặt xuống sau đó mình đập. Wow, ra từ một block này. À đúng rồi, mình có cái đèn hiệu, mình đặt xuống xong mình đập. Cái đèn hiệu này á là đập hoa đỏ các bạn. Ok, lấy tốc độ các bạn. Lấy tốc độ chạy cho nó nhanh, cho nó đã. Tại vì ở đây mình cũng đâu có đồ gì xịn sò con bò đâu.
Đấy. Rồi nói chung là không có gì xịn sò các bạn à, nhưng mà mình sẽ cố gắng là trong tập sau chúng ta thay đổi công thức chế tạo lại một tí và chúng ta sẽ gọi là đi tìm thêm những cái đồ mới nữa. Thì nếu như bạn nào thích mình làm tiếp tục phần 2 của series Minecraft như tất cả vật phẩm rơi ra và công thức đều là ngẫu nhiên thì bạn đừng quên là xem một like, một share cũng như một cái like ký và đừng quên là cái bài chuông để nhận được thông báo mới nhất và sớm nhất từ channel mình nhé. Còn bây giờ có lẽ mình sẽ tạm dừng clip ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip kế tiếp nhé. Bye bye.